Ở bản 14.22, Riot không hướng tới việc nớp quá nhiều mà chú trọng tăng sức mạnh hơn cho các tướng và tộc hệ ít được chọn. Liệu meta có gì thay đổi? Đội hình nào đang dẫn đầu các tuần thi đấu cuối cùng của mùa 12? Cùng XTV tìm hiểu nhé! Can Trường. Kể từ đợt tăng chống chịu bản trước, Can Trường đã vươn lên mạnh mẽ và trở thành một trong các đội hình có tỷ lệ top 1 cao nhất. Điều này tiếp tục được duy trì ở 14.22 khi không có thay đổi nào quá đáng kể. Thậm chí, chủ lực quan trọng Serac còn được tăng sát thương. Khả năng carry được gia tăng, lượng chống chịu khủng từ Can Trường giúp đội hình ao trình phần còn lại với trên 22% tỷ lệ thắng khi đủ bài. Đương nhiên, với các đội hình vận hành bằng form chống chịu, ta sẽ cần kích mốc Can Trường cao nhất là 8, đồng nghĩa phải sở hữu một ấn. Nếu có form thuận lợi đầu trận, khả năng đánh chuỗi thắng là hoàn toàn khả thi. Ghép sớm các đồ phép cho carry tuyến sau và lên thẳng cấp 8 và 9 đều hoàn thành. Form đầy đủ bao gồm Lilia, Poppy, Nunu, Hecarim, Shen, Taric, Dyna cùng hai carry, Serac và Milio. Trang bị ưu tiên Dyna với quyền trượng, huyết kiếm và một đồ thủ. Serac sẽ cầm đồ phép như Sojin, quyền trượng, găng bảo thạch để gánh sát thương. Còn lại cho Taric và Milio. Syndra carry. Sau rất nhiều đợt tăng sức mạnh, cuối cùng Syndra đã có thể trở lại. Không chỉ xuất hiện trong rank, các đội hình với Syndra carry đều được kha khá tuyển thủ ưu tiên tại vòng loại APAC và có thể là cả chung kết thế giới sắp tới. Syndra cũng không bị sửa gì quá nhiều ở 14.22, thậm chí thần chú và hóa hình còn được buff, nên đây là một carry bạn có thể tin tưởng. Với Syndra carry, ta có hai form đang được ưu tiên và giữ tỷ lệ vào top cao. Đầu tiên là Syndra hóa hình. Không khác gì đầu mùa, ta sẽ ưu tiên slow roll Syndra và Cassiopeia 3 sao tại cấp 6, rồi lên cấp để kẹp 6 hóa hình là hoàn thành. Đang được nhiều cầu thủ hướng tới, còn có Syndra tiên phong. Dù không được bắp trực tiếp như hóa hình, nhưng Kama được tăng sức mạnh, cũng giúp đội hình ổn định hơn về sát thương. Form đầy đủ gồm Syndra, Rumble, Yalio, Vex, Mordekaiser, Tahmkench, Kama và Nami. Trang bị ưu tiên Syndra với Sojin, Nashor và găng bảo thạch. Cassiopeia và Kama sẽ phụ đam với các đồ phép còn lại. Đồ thủ cho Morder và Nico 3 sao hoặc tướng 4 vàng 2 sao. Thợ săn. Dù được cân chỉnh sức mạnh liên tục, thợ săn vẫn luôn là một trong các đội hình hot hit và có khả năng đánh top 1. Jinx được tăng hẳn 1 AD, nhưng với sức mạnh vốn có, 6 thợ săn vẫn là lựa chọn bạn không thể bỏ qua nếu có khởi đầu tốt và sở hữu ấn. Về cách xây dựng, đội hình vẫn là sự kết hợp của 6 thợ săn cùng Ngộ Không và bảo hộ. Ta sẽ slow roll ở 7, kiếm Jinx và Ngộ Không 3 sao cũng như form bài. Đội hình đầy đủ gồm Twitch, Kog'Maw, Zilin, Jinx, Ngộ Không, Bat và Olaf. Có ấn sẽ lên cấp kẹp 6 thợ săn, không sẽ thêm bảo hộ. Trang bị ưu tiên Jinx với cuồng đao, cung xanh và cuồng cung, vô cực hoặc diệt. Đồ thủ cho Ngộ Không với hai thú tượng, giáp máu hoặc huyết kiếm. Đồ chống sốc còn lại cho Olaf. Smolder hóa hình. Một lần nữa, các hóa hình được tăng sức mạnh rất nhiều. Jayce được tăng sát thương, còn Swain, Nico và Nashor được tăng chống chịu. Vì thế, chẳng có lý do gì mà ta không tiếp tục sử dụng hóa hình, kết hợp với một form bài bất khả chiến bại trước đó là Smolder hóa hình. Form mạnh nhất ta có thể hướng tới sẽ là 6 hóa hình, kết hợp với cặp đôi carry quen thuộc Smolder và Varus. Đội hình đầy đủ gồm Elis, Shyvana, Nico, Swain, Nashor, Priya và Varus cùng Smolder.
trang bị cho tiểu hỏa long combo cuồng đao, cung xanh, vô cực. Rhea cần các món chống sốc như huyết kiếm, móng vuốt, quyền năng khổng lồ. Đồ thủ cho Nasus và Varus cầm các món còn lại. Liên hoàn. Đấu trên chân lý 14.22 đã bắt một lượt gần như tất cả các tướng có mặt trong mùa 12 để không có bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn cuối mùa này. Nổi bật trong đó, đội hình liên hoàn vốn toàn tướng rẻ tiền đã được bắt mạnh các tướng 1 vàng 2 vàng, qua đó biến nó thành một trong các đội hình mạnh nhất nếu bạn có thể dắt vàng tất cả các tướng trong tộc. Ta sẽ tập trung reroll ở 5 và 6 để dắt vàng càng nhiều càng tốt với Ash, Kassadin, Akali và Jax. Đội hình đầy đủ gồm Shen, Kassadin, Hecarim, Akali, Jax, Ash, kẹp Kalista và Camille là hoàn thành. Trang bị ưu tiên Ash với cuồng đao, cuồng cung và cung xanh. Akali sẽ phụ đam với vô cực, bàn tay công lý cùng áo choàng. Trong khi Shen có thể cầm một số món phụ team như dây chuyền trục tội, giáp lửa, giáp vai nguyệt thần. Varus ẩn chính. Cặp đôi hỏa 4 vàng, Varus, Nasus đồng loạt được tăng sức mạnh ở 14.22 và đây thực sự là cơ hội tốt để đội hình Varus Carry có thể trở lại. Nổi bật nhất chắc chắn là Varus ẩn chính khi tộc này cũng đã được cân bằng. Serat được tăng sát thương giúp Varus bất đi phần nào áp lực gánh team và cả hai có thể cùng xả chiêu để quét bay team địch. Để hoàn thành đội hình, ta ưu tiên lối chơi Fast 8, thậm chí là 9 để kiếm các tướng cần thiết ở mốc vàng cao. Form đầy đủ với full hệ gồm Rumble, Ahri, Bat, Hecarim, Shen, Tahmkench, Varus, Serat và Morgana. Trang bị ưu tiên Varus với Sojin, cung xanh và vô cực. Serat là các đồ phép như Sojin, quyền trượng và mũ. Đồ thủ cho Tahmkench với thú tượng, giáp máu và lời thề hộ vệ. Còn khá nhiều đội hình mạnh khác trong meta mà bạn có thể sử dụng như nâng cấp tướng, Price Carry hay một số đội hình slow roll. Nhưng mình muốn giới thiệu đội hình tướng 4 sao đang được nhiều tuyển thủ lựa chọn. Các tướng 4 sao đã được tăng tới 500 máu ở 14.22 nên ta hoàn toàn có thể flex vào top dễ dàng. Để triển khai, ta buộc phải có nâng cấp chờ đợi xứng đáng để có thể nhận tướng mỗi round và hướng lên 4 sao. Nếu chọn chờ đợi xứng đáng 1, bạn sẽ có tướng 4 sao ở 5.5, còn 2 sẽ là 6.1. Đương nhiên, bạn có thể đẩy nhanh quá trình bằng máy nhân bản, tự ra vài quân cờ hoặc sở hữu các bùa phù hợp. Ngưỡng sức mạnh của tướng 4 sao thì khỏi phải bàn và ta sẽ flex theo tướng ngẫu nhiên ra, ghép đồ phù hợp càng sớm càng tốt. Carry thì ghép đồ sát thương, tank thì ghép đồ thủ để giữ máu và chờ đến khi ra đủ đội hình. Hơi khó miêu tả chi tiết nhưng hãy thử và cảm nhận nhé. Một trong các nâng cấp chắc chắn sẽ rất hot tại chung kết thế giới sắp tới. Hy vọng các đội hình này sẽ giúp bạn leo rank hiệu quả trong giai đoạn cuối mùa. Vậy bạn có lineup nào bá đạo hơn nữa không? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!